Em kính chào quý anh chị đầu tư, em là Trọng Báo, chuyên viên tư vấn dự án Vilata Sầm Sơn. Video này em xin được giới thiệu về tiến độ thi công tháng 2 năm 2023. Dự án Vilata Sầm Sơn là dự án có tiến độ thi công rất ổn định trong thị trường bất động sản gặp đầy khó khăn do việc tăng lãi suất ngân hàng và rất nhiều yếu tố khách quan ngoài thị trường. Thuộc phân khúc tiêu chuẩn với các sản phẩm vừa túi tiền, dòng Vilata nổi bật với các công trình có quy mô lớn, tích hợp nhiều tiện ích nội khu, giúp kiến tạo nên những cộng đồng văn minh, năng động. Khu đô thị phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí và kết hợp nhà ở, condotel, khách sạn 5 sao, với hơn 600 sản phẩm. Dự án được chia ra làm nhiều block nhỏ với vị trí đắc địa bám sát mặt biển, hứa hẹn sẽ là dự án nổi bật với nhiều loại hình kinh doanh sầm uất, khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp, đầu tư mang lại giá trị sinh lời cao cho các nhà đầu tư. Dự án nghỉ dưỡng biển Vilata Sầm Sơn được thiết kế tinh tế, có giá trị thẩm mỹ cao cũng như công năng sử dụng hoàn toàn tối ưu, đảm bảo sự gần gũi với thiên nhiên. Khách hàng sẽ được lựa chọn rất nhiều mẫu thiết kế khác nhau như biệt thự biển, nhà phố biển từ 3 đến 4 phòng ngủ với các không gian khác biệt mang phong cách miền nhiệt đới Địa Trung Hải. Dự án Vilata Sầm Sơn, Văn Phú Invest được quy hoạch với mật độ xây dựng lý tưởng, đảm bảo đủ độ thông thoáng. Dự án chú trọng vào cảnh quan đô thị và phát triển không gian sinh thái, hứa hẹn sẽ là nơi an cư lý tưởng cho mọi người dân, đồng thời đây cũng được xem như nơi để nghỉ dưỡng và trải nghiệm cuộc sống lý tưởng tại Sầm Sơn. Dự án Vilata Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt cho công ty cổ phần Văn Phú Invest làm chủ đầu tư. Dự án được chia lô đất nền diện tích từ 75m2 đến 300m2 và gồm liền kề, biệt thự, nhà vườn tại bãi biển Nam Sầm Sơn với chiều dài mặt biển lên tới 840m. Đất nền Nam Sầm Sơn được quy hoạch cả khu nhà ở cao cấp, dịch vụ, nghỉ mát. Các khu nhà ở liền kề có thể được xây dựng với mục đích tạo thành các khách sạn tư nhân phục vụ khách nghỉ mát tại biển Sầm Sơn. Dự án là sự kết hợp hài hòa, sáng tạo giữa các cụm công trình trong một không gian nghỉ mát rộng lớn, tạo những điểm nhìn có chiều sâu, thoáng đãng, lộng gió. Trung tâm khu nghỉ mát là khối khách sạn và tòa nhà thương mại cao tầng hiện đại. Các cụm công trình thấp tầng như resort, biệt thự nằm trải dài, hướng dần về phía biển, xen lẫn giữa những mảng xanh sinh thái tự nhiên. Khu nhà ở liền kề được bố trí sâu bên trong, kiểu nhà vườn mặt phố với diện tích hợp lý để có thể chuyển mục đích thành các khách sạn tư nhân nhỏ. Bãi biển Nam Sầm Sơn là một trong những bãi biển đẹp với bờ cát trắng mịn, mặt nước luôn trong xanh, không dốc sâu mà thoai thoải, trải dài từ hàng phi lao ven bờ ra đến ngoài mặt nước. Tuy nhiên, bãi biển này chưa được đầu tư xứng đáng với những gì từ thiên nhiên ban tặng. Nhìn chung, hệ thống tiện ích tại Văn Phú Sầm Sơn, chủ đầu tư Văn Phú Invest có thể đáp ứng từ A đến Z mọi nhu cầu của gia đình bạn. Thảnh thơi vui sống giữa thiên đường nghỉ dưỡng là điều bất kỳ ai cũng mơ ước. Được chăm sóc sức khỏe cùng các hoạt động vui chơi giải trí đem đến cho gia đình bạn một trải nghiệm đáng nhớ chỉ có tại đây.
Như vậy, khi đầu tư vào dự án Văn Phú Sầm Sơn, các nhà đầu tư có một lượng khách hàng tiềm năng lớn, việc cho thuê giá cao hay bán lại căn hộ tương đối dễ dàng. Shop House hướng biển là dòng sản phẩm vốn đã thu hút không ít vốn đầu tư khi là sản phẩm 3 trong 1, vừa để ở, vừa có giá trị tự khai thác kinh doanh. Vừa mang lại cơ hội tăng giá tốt hơn so với các sản phẩm bất động sản khác, đặc biệt với mức lợi nhuận từ việc cho thuê thường dao động trong khoảng 8-12% mỗi năm tùy theo vị trí, kênh đầu tư này càng tăng sức hấp dẫn so với gửi tiết kiệm. Biệt thự biển. Tính khan hiếm và giá trị của biệt thự biển còn đến từ yếu tố sinh lời bền vững theo thời gian, không chỉ đóng vai trò nơi nghỉ dưỡng cho chủ nhân, mà còn là tài sản tích lũy lâu dài qua nhiều thế hệ. Đặc biệt sau đại dịch vừa qua, việc sở hữu một ngôi biệt thự biển trở thành đích đến của nhiều người, nhằm có một nơi tránh dịch an toàn, đầy đủ tiện nghi và chất lượng cao cấp